Rồi, xin chào các bác, những người anh em thiện lành. Rồi thì mưa quá bẩn, hôm nay vừa ở nhà trông con lại bị giao nhiệm vụ trông con với lại mấy cái lặt vặt ở nhà ấy. Vợ đi làm này thì cái mùa này thì tranh thủ đang cho con xem phim đâu kia, nhưng mà tranh thủ cây cối là cắt bệ hoặc là thu thì nên làm luôn, vì mùa này nó phát triển rất là mạnh, cắt bệ hoặc là thu bệ hoặc là thu rễ và nó phun ra cực kỳ là nhanh, chỉ có khoảng độ một tuần là nó phun rễ trắng đấy, nhanh lắm, cho nên là nên tận dụng cái thời gian để làm, thì là dọn thay đất cái cây này và chỉnh sửa cây này luôn, bây giờ trước chưa triệt để thì khoe nó cái chất khoe, thì bây giờ cây này cái làng thì có thể sẽ tính là sẽ cắt bỏ cái đoạn này đi, và bệ biết như nào đấy, từ lúc lấy về đến giờ đã thay đất đã biết bệ nó như nào đâu đấy, lem lên cỏ rác đấy, thì bây giờ làm thể quá nhá. Rồi,
cái cành này, cái này ra hơi bị cục và hơi bị dài, tôi tính là tôi cắt đi nuôi cái này thôi. Nhiều kinh.
Ướt tay các bác. Cưa, sực vào cưa vào tay. Sao? Cái gì con? Xem tặng tí. Tí có vào mở cho. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Dễ nó bị quặp vào, nó bị móp bệ, nó tách nó ra, tách nó ra. Thì lóc nó hết ra. Đám này nó bây giờ
bùn đất.
Chờ cô tí, cô đang rất bẩn. Người nặng lên nhanh. Cái dế này là vui cho liền cái này các bác nhé, chứ sau bỏ đi.
Rồi. Xót tay quá, đứt tay. Đây rồi. Em đi rửa qua tí cho anh nhé. Các bác. Rất tuyệt vời. Nó đây. Nó đây. Như này nhá, nó nó đây. Về dễ nhá. Đều. Đã được rửa sạch. Sau này em sẽ đục vào cái dễ này. Đục vào này. Tí nữa đục luôn. Đấy. Rất ngắn đây. Một găng tay. Để đây. Từ rồi. Sau bể này xuống, triển khai. Đây. Triển khai đến đây đã cắt giật phát. Đấy. Này như vậy, bên này thì lấy cái mầm dưới, nhưng mà tạm thời nuôi này đã. Ngọn đây, khi nào mà lấy cái rễ này này, buông xuống nó. Buông xuống nó nó ôm hết cái kia. Cái sẹo này là xong. Ngọn này có rồi, sau giật một phát. Đấy. Cao độ 12-13 phân, 15 phân. Đấy, thì định cho nó vào thùng xốp, nhưng mà bê cái thùng xốp thì cái nó vỡ mất rồi, hết thùng. Chậu đẹp thì lười sắn lắm, mà với lại còn đang nuôi thả. Thì cứ lấy phôi đi. Phôi thì cứ vớ dạ dật cái chậu là hợp thì trồng. Đấy, chậu cũng chưa có chậu đẹp. Đấy, các bạn. Ngon không? Đây rất là đẹp. Từ lúc mua đến bây giờ là em đã biết là nó rất là hay rồi. Đấy, các bạn nhé. Chậu bẩn mà nhìn nó vẫn ngon đúng không các bạn? Không nói gì đến chậu tàu, chậu xịn. Các bạn nhé. Rồi. Xin cảm ơn các bạn.